Dạ em chào anh ạ. Dạ em được giới thiệu đến phỏng vấn giám đốc Hùng ạ. Dạ anh Hùng É ạ. Chào em. Rất vui được gặp em. Mời em ngồi. Dạ em cảm ơn anh. Không biết là em muốn nước cam hay là nước suối? Dạ nước suối được rồi ạ. À nước suối, ok. Anh đã nghe nói về em rồi. Nhật Tiên phải không? Dạ đúng ạ. Cô phóng viên xinh của một tờ báo mới. Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Dạ em cảm ơn anh. Và em xin phép vào thẳng vấn đề chính luôn ạ. Thì anh được mệnh danh là ông trùm trong giới hàng cấm mà anh chưa từng bị bắt ạ. Có ai buôn hàng cấm lại nói mình buôn hàng cấm đâu em. Với lại em là phóng viên, làm sao anh thể trả lời được? Dạ em xin lỗi, nhưng mà thật sự em rất là muốn biết ý kiến của anh về vụ việc là hai bạn sinh viên và một bạn tiếp viên đã bị bắt khi vận chuyển chất cấm từ Pháp về Việt Nam ạ, và đã bị tuyên án tử hình. Nhưng mà sau đấy có một tình tiết mới là Interpol đã bắt được ông trùm đang lẩn trốn tại Phần Lan. Thì ông trùm đấy lại khai là ba người đó không hề biết gì hết ạ. Thì em cũng muốn biết xin ý kiến của anh về vụ việc đấy ạ. Ông trùm khai là ba người không biết gì cả. Tại sao em tin điều đó là thật? Dạ, thì cả ba đều bị tuyên án tử hình. Thì em không nghĩ là ông trùm sẽ nói dối để giúp ba người đó thoát tội ạ. Logic. Đã xinh lại còn thông minh. Dạ, em cảm ơn anh. Anh có thể cho em biết thêm ý kiến được không ạ? Ok, anh sẽ kể cho em về những bí mật của những đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, của những ông trùm ở bên châu Âu và những ông trùm tại Việt Nam. Thực ra là có hai ông trùm, một là ở bên châu Âu, hai là bên Việt Nam. Thì ở bên châu Âu có nhiệm vụ là gom hàng, sau đó liên hệ học sinh, sinh viên, du học sinh, những người thăm thân, khách du lịch, thậm chí khách nước ngoài du lịch về Việt Nam, và cả phi công và tiếp viên nữa. Thì thông qua những đối tượng trung gian, thường gọi là cửu gom hàng, và sau đó gửi hàng cho những bạn đó về Việt Nam. Những bạn đó cầm hàng về Việt Nam sẽ qua hải quan. Nói chung là hên xui, hên thì qua, xui thì bị bắt. Thì cứ 10 chuyến đó thì cần một chuyến thôi cũng đủ rồi. Cũng kiếm tiền tỷ, nhiều tỷ. Rồi khi về đến Việt Nam sẽ qua các đầu mối trung gian tại Việt Nam, những đơn vị vận chuyển xe khách, Grab, và sau đó đến những ông trùm tại Việt Nam. Nguyên cả một đường dây tổ chức đó. Nhiều khi không biết gì cả, chỉ có đầu ông trùm hai bên là nắm thôi. Nói chung là chết vài con lừa tại đồ thì có sao đâu. Tại sao anh có thể nói như vậy ạ? Tội phạm không quan tâm em là ai đâu. Em phải chịu tội thay cho tụi nó hết. Tại sao anh lại biết rõ tất cả mọi chuyện như vậy ạ? Em đoán đi.
Không lẽ anh lại là ông trùm đứng sau tất cả mọi chuyện ạ? Em nghĩ anh ngu ngốc vậy sao? Em nghĩ anh ngu ngốc để bị bắt ở Phần Lan sao? Anh đâu ngu ngốc vậy đâu. Thời đại này ai lại còn bỏ ma túy vào trong tuyết kem đánh răng? Ai lại bỏ ma túy vào trong pate hay dầu gội đầu? Bây giờ người ta sẽ pha những chất cấm ma túy đó vào keo và tạo nên những sản phẩm mà sẽ không phát hiện được. Ví dụ như là ly nước em đang uống. Và như vậy thì anh có cơ hội được ngắm nhìn em, một cô phóng viên xinh đẹp phải không nào?